Ok, và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Detroit Become Human được trên PS4 Pro. Mình là Hiểu Béo. Và các bạn này, sau những cái diễn biến của cái tập trước rất là căng thẳng và có một phần êm đềm sau khi mà chúng ta chơi xong cái episode của Kara, thì chúng ta bây giờ sẽ đến tiếp với nhân vật có tên là Marcus. Và ở tập trước thì anh ấy đã bắt xe buýt, và bây giờ sang cái tập này anh ấy đã về nhà rồi. Không biết là anh ấy sẽ mang cái đây, như kiểu là mình nghĩ là đây là cái bộ bản màu vẽ à, cái bộ bộ kiểu bộ bộ sơn à, hay là nha, nói chung mình cũng không nhớ lắm. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái bộ này xuống đã. Bellini Paints, như kiểu là bộ sơn đấy đúng không? Ok, không biết là đây là nhà của anh này hay là anh này là người giúp việc đây, phục vụ cho ai không? Oh, wow, tựa game đầu tiên mà chúng ta có thể soi gương một cách mãn nhãn. Ui, nhà thằng này. Ui, mà đây có phải là nhà nó không trời? Nếu mà nhà thằng này ngầu vãi, nhà như của Tony Stark, mẹ cửa tự mở kinh vãi. Cái gì đây? Rồi thằng này người hầu chắc rồi. Đúng không? Chứ chuẩn bị nó bê đi đâu trời. Nào, để xem anh bê đi đâu đây. Mình sẽ mang cái khay thức ăn này ra bàn ăn. Ôi trời ơi, vừa mới chơi nhân vật Kara kiểu nhà nghèo nghèo, sang nhà này nhà sang bên này nhà giàu vãi. Mình sẽ ra bên ngoài xem mình có thể tương tác được với cái gì nữa không. Mình không muốn bỏ qua quá nhiều chi tiết. Có chăng là một hai bả, một hai chi tiết thôi chứ còn bỏ nhiều quá. Hôm nay ở đây có cái lồng chim này, mình có thể làm gì với cái lồng chim này đây? À, thực ra mình chỉ có thể ngắm lồng chim được thôi. Thử đi lên tầng xem có cái gì mới mẻ không. Đừng bảo mày lại cấm tao nhá, lúc nãy mày cấm đường tao rồi đấy. Bây giờ tao vào đến nhà rồi mày không cấm được tao đâu. Và mình chỉ muốn nói là cảm ơn các bạn rất là nhiều vì sau cái tập đầu tiên ra mắt thì nhận được sự ủng hộ từ các bạn rất nhiều. Biết đây là một tựa game rất là hay, vậy nên là mình nghĩ là mình sẽ phải có trách nhiệm là chơi cái tựa game này một cách chu đáo, chăm sóc em nó. Ui, cửa toàn tự động mở. Ui, ai đây? À, đây là, ôi đây là kiểu ông già. Thế thằng này vẫn là người giúp việc rồi. À, ông già kiểu bị bệnh. Đấy, dậy đi. Good morning, sir. Ốp vãi. Xin chào Carl. 10 giờ sáng rồi đấy. Đấy, trời đang khá là nắng, 54 độ. Nghe có vẻ là một ngày khá là tốt để mà nằm trên giường. Tôi đã đi lấy các cái sơn mà ông đã đặt. Sự khác biệt của tôi với anh là gì hả Marcus? Anh chả bao giờ quên cái gì cả. Cho ông này uống thuốc. Chắc là, à thằng này chắc là kiểu chăm sóc người già rồi. Cho tôi đưa tôi tay của ông đây. Nhanh nào Carl. Tôi vừa mới mở mắt mà chưa gì đã phải nghiến răng rồi. Chắc là nhẹ nhàng thôi nhỉ, người già mà. They break down so quickly. All this effort to keep them going. Okay. I'll take you to the bathroom now. Bây giờ tôi sẽ đưa ông đến phòng tắm. Ok. Từ từ thôi. Easy. Trời ơi. Cứ bê thôi, không được nhả. Nhả là ông ngã là thấy mẹ luôn. Thấy mẹ luôn đấy các bạn. Đẹp nhờ, không gian yên tĩnh thế. Ông này mình đoán ông này là từng họa sĩ rồi. Ông này đã từng là họa sĩ bởi vì nhìn căn nhà của ông ấy có vẻ đậm chất nghệ thuật, rồi là ông ấy xăm xỉa ở tay nữa. Những người nghệ sĩ rất hay thích kiểu chạm trổ. Nói chung là có nhiều 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 người thích chứ ông, mình không nói là tất cả. Ok. Được rồi, bây giờ sẽ đẩy ông xuống nhà nhá. Anything special on the agenda today?
Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. Mm. The gallery director left 4 messages asking to confirm your attendance. Hmm. I haven't decided yet. Mình nghĩ ông này là một người rất nổi tiếng đấy. Okay. What else? Just your usual fan mail. I've already answered. Ui dồi, xịn vãi. Hmm. Tự đưa xuống luôn kìa. No, Carl. I can call him if you like. No. Thằng này như kiểu là vừa là giúp việc vừa là trợ lý cho ông này ấy. Kiểu ông này nổi tiếng ấy, họa sĩ nổi tiếng. Thế thằng này về phục vụ cho ông ý. Mẹ game đẹp vãi các bạn, thề luôn. Bảo sao ông giàu này. Tôi đói quá. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, thịt sông khói với trứng. Here you go. Nào, út cha, ngon chưa? I made it. Bật cho tôi tivi. Ôi vãi, mình cái này là nói television phát là tivi tự bật, mẹ xịn vãi. Đố hôm nay kiểu nổi tiếng giàu có, mẹ nhà xịn, kinh vãi. Bây giờ chúng ta được vào từng tuyến nhân vật, chúng ta sẽ được trải nghiệm ở từng cái môi trường khác nhau. Người giàu có, người nghèo có. Trong cái khoảng thời gian ông ấy đang ăn thì mình sẽ phải tìm cái việc gì đấy để mình làm. Wow, thực ra rất nhiều cái mình có thể làm được. Mẹ vãi lìn TV à các bạn. Ui, TV mỏng mẹ như cái iPad. Kinh vãi. Cờ à? Nào xem có đánh cờ được không đây. Cờ vua thì mình không biết đánh. Mình đéo biết đây là cờ gì luôn. Trời ơi, tự chơi luôn. À, nó sắp à? Nó sắp để tự chơi với ông này. Muốn chơi cờ hả? Chơi cờ nhanh nhá. Bấm cái này phải bấm ấy. Ui. That's what I call a thorough beating. It's not easy for an old man to compete with a machine. Đối với một ông già mà để đánh thắng. My apologies, Carl. I thought I should. Don't apologize. You did the right thing. Đừng xin lỗi, anh làm điều đúng rồi mà. One day I won't be here to take care of you anymore. Một ngày nào đó tôi sẽ không ở đây để chăm sóc anh nữa. Anh sẽ phải tự bảo vệ bản thân mình và đưa ra những lựa chọn cho bản thân. Tự quyết định bản thân anh là ai và muốn trở thành cái gì. Thế giới mọi người không thích những người khác biệt ấy. Đừng để họ nói là anh phải làm gì. Vừa rồi chúng ta vừa được thưởng thức một màn chơi speed chess, cờ nhanh. Nghĩa là đánh xong rồi bấm, đánh xong là bấm vào cái đồng hồ đếm giờ. Và mình đã thắng. Mình là máy mà, trời ơi. Não mình đâu có bị. Mình sẽ mang ông này đến studio vẽ của ông ý. Holy fucking shit. Woo. Mẹ. Cái gì đây? Ông này là Tony Stark mẹ thôi. Đẹp vãi. Ông này bị tật ở chân, khổ thế. Hãy để xem mà lần trước chúng ta đến đâu rồi. Chúng ta sẽ phải bật cái mền này cho nó vén cái mền ra. Vén cái màn. Quay tụ vén. Địt mẹ, vén bằng tay à? À. Vén bằng tay ạ, phải. Wow. Bây giờ cứ đứng chờ chỉ dẫn của ông ý thôi. Trong khi đấy thì mình có thể dọn dẹp studio cho ông ý. Đẹp studio chất vãi. Ui nhìn xe này. Nhìn các ông này ông
Ông làm hết á, điêu nghệ các thứ ông tự làm ghê thật. Vẽ khối, tạo khối ông làm hết. Để xem chúng ta còn gì không. Khá là nhiều thứ để chúng ta có thể làm đấy các bạn. Thế thì là hộp sơn mình để ở kia, bây giờ nó lại ở đây rồi. The shit game. Ôi, cái hãng Bellini Paints này. À, đây là kiểu hộp màu á các bạn. Cái hãng này nó đã có từ năm 1990. Không biết ở ngoài đời có thật không. Các bạn đang xem, các bạn tiện Google cho mình phát. Ok. What else? Bên này hết rồi này. Chỉ có bên này thôi. Dọn nốt cái này xong sẽ ra xem. Gì đây? So, what's your verdict, Marcus? Không có ý kiến gì cả. Tôi không được thiết kế để đánh giá nghệ thuật, để phê bình nghệ thuật đó. Cái sự thật là tôi không còn gì để nói cả. Từng ngày mang tôi đến gần hơn với cát bụi à. Nhưng mà nói về tôi đủ rồi. Hãy xem là cậu có tài năng gì không. Thử đi. Thử vẽ một cái gì xem nào. Vẽ. Nhưng vẽ cái gì? Vẽ cái gì cũng được. Cứ thử đi. Ông này tâm lý phết nhở. Chủ nhà tâm lý vãi. Nào thì thử. Nào. Picasso. Socapi. Ok, what the shit try. Paint right now. Mình nên vẽ cái gì đây? Ui thật mẹ. Hay là vẽ ông ý. Nếu chọn được, chỉ có chọn được mấy cái ở quanh đây thôi. Ê ê, vẽ vào cái bức của ông này là không được nha. Hay là vẽ mẹ vào cái bức của ông này nhỉ? Thử xem mà. Nào tập vẽ. Để mình đang vẽ thật luôn các bạn ạ. Đấy, mình đang vẽ trên cái PS4 controller của mình. Xem vẽ có đẹp không. À nghĩa là mình vẽ cái bức vẽ giống y hệt của ông. Oh wow. That is a perfect copy. Một bản sao hoàn hảo of reality. Của thực tại. The painting is not about replicating the world. Nhưng mà vẽ không phải là để gọi là sao, gọi là sao chép thế giới. Carl, I don't think I can do that. It's not in my program. Tôi nghĩ tôi không thể làm việc này. Nó không có ở trong chương trình của tôi. Cứ thử đi. Nào, lấy bản vẽ khác. Vẽ mới tinh. Thế là vẽ copy cho ông ý là không được. Nhưng mà vẽ đẹp vãi đái rồi còn gì nữa. Nhắm mắt vào. Hãy tin tôi. Ok. Thử tưởng tượng ra một cái gì đấy không tồn tại. Một cái gì mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Bây giờ thì hãy tập trung. Về tập trung xem là cái điều này nó cả làm cậu cảm thấy thế nào. Hãy vẽ cái gì mà nó thoáng qua đầu cậu xem nào. Vẽ nặc danh xem nào. À, vẽ tù nhân. Rồi, chấm nào. Chấm đúng rồi. Vẽ nào. Lên, xuống. Nào thì cọ, tô màu. Phải. Phải. Trời ơi, má thằng này nó nhắm mắt nó vẽ được các bạn. Thằng này nó siêu mẹ hơn cả người bình thường chúng mình rồi các bạn. Chả cần biết nó có tài năng gì không chứ mẹ nó nhắm mắt nó vẽ được cái này, vẽ đáy. Tiên tiến VL công nghệ. Mình đoán ông này chắc bằng tuổi mình như mấy. Ông già ấy bằng tuổi. Oh wow. Chú ơi. Sao nào đây?
Hey dad. Chào bố. À thằng này là con trai của ông này. Leo. I didn't hear you come in. Bố không nghe thấy tiếng con vào. À con sang thăm hàng xóm, tiện thể thì con ghé qua đây. Con ổn chứ? Trông con có vẻ không ổn lắm. À không, con ổn. Bố nghe này, con cần một ít tiền bố ạ. Lại nữa hả? Thế cái chỗ tiền bố vừa đưa con nó đâu rồi? Thì nó có tiêu mất rồi. Bố biết đấy. Con lại thèm mà. À thằng này chắc nghiện rồi. Con thề. Đừng nói dối ta. Có điều gì khác biệt đâu. Con chỉ cần tiền thôi mà. Bố xin lỗi. Câu trả lời là không. Tại sao? Con biết vì sao mà. À con nghĩ là con biết vì sao rồi. Bố thà chăm sóc cái đồ chơi nhựa này còn hơn là con trai của bố đúng không? Nói cho con nghe xem nào. Thằng này nó có gì mà con không có? Nó tuân lệnh hơn à? Không như con đúng không? Nhưng bố biết không? Thằng này không phải là con bố. Nó chỉ là cái máy thôi. Đủ rồi. Bố chả quan tâm đến cái gì ngoại trừ bố và những cái bức tranh. Bố chả bao giờ yêu con. Khổ vãi. Đấy, có trải nghiệm thì chúng ta mới biết là mỗi nhân vật đều có một hoàn cảnh riêng các bạn ạ. Ông này cũng khổ tâm phết đấy chứ. Con chắc nghiện ngập. Thằng con mình đã nghiện ngập rồi. Ông bố hỏi là you're on it. Ok, chúng ta vừa mới trải qua một màn chơi tiếp theo của Marcus có tên là The Painter, người vẽ. Và có thể là chúng ta sau khi mà qua cái được nghe câu cảm thán của ông ấy thì ông già thì chúng ta có thể một phần nào đấy đã đoán được là Marcus chắc là có tài năng, bởi vì anh ta vừa nhắm mắt vừa vẽ ra được một người, hai người đứng với nhau. Vãi đái mẹ. Ok, để xem cái lựa chọn của chúng ta dẫn chúng ta đến đâu. Đây, thực ra chúng ta ngoài cái hành động chơi cờ chúng ta còn hai hành động nữa và dẫn đến thêm hai cái đồng hồ hành động khác. Nhưng mà nói chung thì vẫn sẽ dẫn đến cái kết cục lớn nhất, đó là gặp thằng con thôi. Mình đoán là vậy. Còn hai cái trên này mình chưa mở khóa, mình không biết là gì cả. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục để xem là diễn biến của game này nó sẽ như thế nào. Let's go! Ngày 5 tháng 11 năm 2038. 11:21 tối. Oh yeah, lại là Connor. Thằng này là mẫu RK-800. Wow, mặc dù là cửa đã ghi là cấm robot nhưng thằng này vẫn vào. Cấm robot và cấm chó. Anh ấy vẫn bước vào rất rất hiền ngang. Chúng ta sẽ phải tìm ông Anderson. Ok. Where are you, Anderson? Tao tưởng là robot không được vào đây chứ. Vấn đề của mày là gì? Mình sẽ phải scan từng khuôn mặt. Mẹ kiếp. Ông này không phải. Mình nghĩ là không phải mấy người này rồi. Có phải không? Graham Jonah. Ông này chắc chắn đéo phải. Ông này người Hàn Quốc. Nhìn mặt kiểu khựa vậy lìn. Không phải. Mình nghĩ là ống ở trong này cơ. Trong phòng vệ sinh à? Chạch gương mà. Gương bẩn quá. Gương còn vỡ vỡ. Vào phòng vệ sinh nữ thử xem được không? Có ai trong này đâu? Không có ai trong này. Lại đi ra vậy. Ok, cho tôi đi ra cái. Game.
Chắc là ông này rồi. Bây giờ mình sẽ ra đây mình scan ông khuôn mặt ông ý. Chắc chắn ông này luôn. Chuẩn mẹ luôn. Ông này từ cảnh sát này. Hank Anderson, sinh năm 1985. Ông này là lieutenant. Không có criminal record gì cả. Mình ra nói chuyện với ông ý và giới thiệu bản thân. Chào lieutenant. Trung úy. Trung úy Anderson. Tôi là Connor. Tôi là một robot được gửi đến bởi Cyberlife. Họ nói là có vẻ ông đang uống rượu ở gần đây. Tôi rất may mắn khi mà gặp ông ở quán thứ 5. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance, especially not from a plastic asshole like you. Nha, ông này được gắn cho một cái nhiệm vụ là phải đi điều tra một cái vụ tự tử và sẽ được hỗ trợ. Và sẽ được hỗ trợ bởi một con robot. Tôi nghĩ là ông nên ngừng uống rượu và đi cùng tôi. Như thế thì sẽ dễ dàng hơn cho cả hai chúng ta. What did you say, Lieutenant? I understand that some people are not comfortable in the presence. Tôi hiểu rằng là một vài người không cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của robot ở gần. Được rồi, tao cảm thấy không thoải mái. Còn bây giờ mày tránh ra đi. You know what? Ông biết sao không? Tôi sẽ mua cho ông một chai rượu trên đường đi. Ông nói sao? Bartender, the same again, please. Cho tôi một loại y hệt như ông này đang uống. Khao ông một chầu. Did you say homicide? Anh vừa nói là vụ tự tử à? Anh chờ ở đây. Sẽ không lâu đâu. Ông nói gì cũng được. Mình có nên đi ra không nhỉ? Tại sao mình lại chọn ngồi lại nhỉ? Chắc là mình sẽ đi ra đi. Chắc chắn là phải đi ra rồi. Oh, wow. Đẹp vãi. Androids are not permitted beyond this point. Robot không được đi qua đoạn này. Nó đi cùng tôi, cho nó vào. What part of stay in the car didn't you understand? Tôi nói ở trong xe mà anh không hiểu à? You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Nếu mà cậu đi vào, không nói, không chạm, không được sờ bất cứ cái gì cả. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So. Thế là ông lại có cho mình được con robot à? Mình sẽ đi sau ông này. Nào để xem nào. Chúa ơi, cái mùi có tệ hơn lúc chúng ta mở cửa sổ. He has a record for theft and aggravated assault. According to the neighbors, he was kind of a loner. Cái nạn nhân ở đây là một thằng đã từng ăn cắp ăn trộm gì đấy. Nó là một mẫu người sống độc lập, cô đơn. Theo lời hàng xóm. Máu khô. Đây là máu, chắc là máu người thật rồi. Bây giờ mình sẽ phải điều tra cái vụ án ở đây. Có dấu hiệu đột nhập không? Không có. Để xem nào.
Eden Club. Là Eden. Eden nghe quen không các bạn? Đây lại là máu khô tiếp này. Để xem chúng ta có thể... Đây! Chúng ta có được vân tay của nạn nhân tên là Curtis. Cái chày này à, để xem cái chày nào. Ok. Một vết, còn một vết nào nữa. Đây là vân tay. Đây cũng Ortiz luôn. Ortiz Carlos. Rồi để dựng lại ra mà. Đây à, cái con robot của cái ông này đã lấy con dao trong khi mà ông ấy đang chuẩn bị đập nó. Đấy. Đây nhá. Ông đập về. Xong một à nó chặt nó chém vào cổ ông ấy luôn. Rồi để nhận dạng xem đây là ai. Deviant was attacked emotional shock. Đây là nạn cái con robot nó bị tấn công và cái tâm trạng cảm xúc của nó lúc đấy đang rất là sốc. Ok. Thực ra đây là vụ giết người các bạn, homicide là giết người, mình xin lỗi mình đã nói là tự tử. Mình nhầm với suicide, xin lỗi các bạn. Ngày trước lúc mà mình còn chưa biết nhiều về tiếng Anh thì mình nghĩ homicide nó là kiểu home suicide, nghĩa là chết tại nhà, nghĩa là kiểu tự tử ấy. Đấy, nhưng mà sau đó mình đã nhầm và lúc nãy mình lại nhầm thêm một lần nữa. Đây là homicide, nó chính là giết người các bạn ạ. Is your android spying on you? Là cái con robot của bạn nó có theo dõi bạn không? Android sex officially better. Sorry ladies, but plastic can be beat. Làm tình quan hệ với robot chính thức là còn hay hơn cả người thường. Khổ vãi. Xin lỗi các quý cô nhưng mà robot không thể bị đánh bại. Khổ vãi vãi lìn, mẹ làm tình với robot ạ. Các bạn tin được không? Mẹ đái mẹ cái thời. Thời cũng đéo sao mẹ. Nhiều cái kỳ quặc vờ lờ. Victim. Bây giờ chúng ta sẽ ra xem khám nghiệm tử thi nạn nhân. Mắt đỏ. Có vẻ như cái thằng cha Carlos này thích mở tiệc. Đây nó đây này. Ui dồi ôi, khiếp quá. Nhìn gớm quá. Mắt đỏ. Đây là mắt đỏ này. Rồi xem đến trên mắt bên này xem mà. Ông này là chết rồi. Ortiz Carlos. Có 4 cái cơ. Đúng rồi, mình nhìn đến một vết sạch mà đúng không? Trời ơi. 20 vết dao đâm. 28. Oh my shit. 28 vết dao đâm. Mẹ con robot. Nó bị ức chế cái gì mà nó đâm ông này khiếp vậy? Tay ra mà. Ấy biết ngay ở tay em có gì mà. Đây. Chuẩn rồi. Chúng ta lại dựng lại nhá. Ở đây nó có một cái gì nữa này. À, ông này ông loạn choạng xong ông trượt mẹ vỏ chai xong ông ngã vào đây chết. Đúng không? Cùng xem lại nhá. Đây có một cái gì ở đây nữa này. Đây, ông này ông bị đâm từ góc bếp xong lăn lăn ra đây. Đây, đúng rồi, đấy, như mình nói chuẩn luôn, họ đến từ trong bếp. Đấy, bây giờ mình sẽ xây dựng lại từ trong bếp này. Nó chém một phát vào người ông ý rồi. Xong ông ý bắt đầu kiểu liệng khiệng ấy. Đấy, liệng khiệng vào đây. Lại đâm phát nữa. Đâm xong ngã vào đây, xong bị trượt vỏ chai. À không phải trượt vỏ chai chết. Mà là ông bị ngã vào đây thôi. Ông ngã chứ không liên quan gì đến trượt vỏ chai mà ông chết cả.
đúng không? Không phải là thằng ấy đâm à? Nó đâm một phát rồi nhá. Đây, từ từ thôi. À, xong nó đẩy ông ý, nó đẩy ông ý ngã. Xong nó đâm một phát cuối cùng. Thực ra không phải phát cuối cùng như mình đã nói, 28 vết đâm. Nó đâm 28 phát vào người ông này xong ông chết. Ông này bị đâm 28 lần. Đúng. Có vẻ như thằng thằng sát nhân này có vẻ khá là ức chế với ông ta. Chúng ta đang nhìn thấy cái gì trong mặt đây? Phân tích thử xem nào. I am alive. Tao còn sống. Mình nghĩ mọi việc nó không chỉ dừng ở đây, kiểu gì vẫn sẽ còn một cái manh mối gì nữa chúng ta có thể xem thêm. Đây là đi ra ngoài mẹ rồi. Đi vào trong đi ông ơi. Ông này chơi cần sa à? Đúng không? Đây, à, Red Ice. Chứ không phải mắt đỏ các bạn ơi, mình xin lỗi. Red Ice là một loại đá đỏ. Đá đỏ, trời ơi. Chắc là cái này là đá mới rồi, ma tí đá rồi. Đây, xem con dao nào. Ai lìn con dao. Không có vân tay. Tại sao lại không có nhỉ? Chúng ta đã có 8 chứng cứ rồi. Ủa lúc nãy thấy cái tivi ở đây bật được mà, đúng không? Không phải. Mình sẽ đi xem nốt. Kìa kìa kìa, nhìn đi. Đây, máu đây. Và đâu nữa? Một cái cuối cùng. Ngay đây luôn. Mở cửa xem có gì bên trong. Ngoài này có gì không trời? Vết chân đây. Thằng này nó giết ông ý xong nó bỏ chạy. Đây là mẫu giày K52. Cửa bị khóa bên trong. Kiểu gì thằng sát nhân nó cũng đi ra đường này. Có vẻ như thằng giết người nó không đi qua bằng đường này. Bây giờ chắc là thử ra nói chuyện với ông kia xem nào. Nãy ông ở bên này đúng không? Tôi nghĩ là tôi đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Nói đi, tôi đang nghe đây. Nó bắt đầu từ trong cái bếp. Chắc chắn là có dấu hiệu tranh chấp ở trong này. Cái quan trọng là chuyện gì đã thực sự xảy ra ở đây. Tôi nghĩ là nạn nhân đã tấn công con robot với cái chày à? Đúng, với cái chày. Tiếp đi. Sau đó là Android ném cái ghế. Không phải. Nó không liên quan. Đúng rồi, bây giờ chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó là người máy đâm nạn nhân. Thế có nghĩa là cái thằng Android nó đang cố gắng bảo vệ thôi, bản thân thôi đúng không? Sau đó chuyện gì xảy ra? Sau đấy là nạn nhân ra đến phòng khách. Ấy nó đâm mày. Chém mày, khiếp quá mày. Ấy xong ngã. Đâm một phát. Và sau đó là anh ta cố gắng thoát khỏi thằng người máy.
có ổn, có vẻ ổn. Người máy giết với con dao. Giết cùng với con dao. Okay. Your theory's not totally ridiculous. But it doesn't tell us where the android went. It was damaged by the bat and lost some ethereum. Lost some what? Ethereum là cái gì? You call it blue blood. À, máu xanh. It's a fluid that powers android's bio components. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. À, cái máu này sau một vài tiếng sẽ người thường sẽ không thấy được cái vết máu đấy nữa. Correct. Nhưng mà robot vẫn thấy được. Bây giờ mình sẽ phải tìm cái mẫu máu đấy. Đây. Bởi vì lúc cái chày đập vào tay thằng thằng android là thằng android bị chảy máu. Mình công việc đơn giản mình sẽ phải là đi tìm cái vệt máu thôi. Nghiệp hay vãi. Trinh thám mẹ sướng vãi. Nhưng mà nhiều vệt máu thế này. Đây, tất cả chỉ đến từ cái chày. Vệt máu nó còn đi ra đâu nữa nhỉ? Đập này, đập từ đây. Ra đến đây. Ở đây còn vệt máu không? Ở đây vẫn còn. Thế là nó trốn đường này chứ không phải là đường cửa kia. Ở đây đã có một cái cầu thang đã được sử dụng. Thế là chắc trên kia rồi, phía bên trên. Không phải. Ở trên, mình đoán là ở trên rồi. Trên. Đó. Có vết tay luôn. Bây giờ mình sẽ phải đi tìm một cái gì đấy để leo lên, để trèo lên cái gác xếp. Ui. Trong này còn các cái bức cái chữ viết nữa này. Cái này như kiểu liên quan đến tôn giáo hay sao ấy. Có cái gì để trèo nhỉ? Đi ra thử xem nào. Nhạc mẹ kịch tính vãi. Lấy ghế để trèo đi. Được, lấy ghế được luôn. Này, anh làm gì với ghế? Tôi sẽ kiểm tra một cái này. Đù. Có hình mặt người kìa. Có cái bóng. Có phải nó ở đây không? Không biết có phải nó không. Easy, đừng có dọa tao, tao sợ lắm. À không phải. Khiếp quá. Rồi nhá. Trốn cái đéo gì nữa. Mày nghĩ mày thoát được khỏi tay bố à? Tao là thám tử best mẹ luôn, hiểu chưa? Vào tay hiểu béo thì thôi chạy đừng rời em ơi. Mày không biết anh xử lý bao nhiêu vụ rồi à? Nay nó chạy đường nào nhở? À, sợ quá. Sao tấn công mình thì sao? Ui! Giờ sao? Tôi chỉ bảo vệ bản thân mình thôi. Ông ấy sẽ giết tôi. Tôi xin anh.
đừng nói với họ. Connor, what the fuck is going on up there? Chuyện đéo gì xảy ra trên đấy đấy. It's here, Lieutenant. Nó ở đây. Oh shit. Chris, Ben, get your asses in here now. Come on. Vậy là game nó không cho chúng ta lựa chọn các bạn ạ. Ok. Màn chơi quá đỉnh cao. Chúng ta đã tìm được thằng robot. Và có vẻ như là chúng ta ở cái màn chơi này chúng ta không mất quá nhiều. Chúng ta đã qua được cái màn chơi có tên là Partners, cộng sự. Có vẻ như chúng ta không bỏ quá nhiều đâu. Chúng ta kiếm được rất nhiều luôn. Đấy, mình chỉ bỏ sót đến trên đầu ngón tay thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chi tiết. Thực ra gần đến 2 bàn tay. Và cái chốt cuối cùng thì nó vẫn dẫn đến là tìm đến thằng robot này thôi. Ok. Và vừa rồi là một màn chơi trinh thám cực kỳ hay và mãn, không mãn nhãn lắm. Bởi vì chúng ta mới chỉ chơi được có 75% thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xem là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp, là xem chúng ta sẽ vào vai của robot nào. Let's go. Bữa tối đã sẵn sàng. Được rồi, tôi đến bây giờ. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật Kara. Mình sẽ phục vụ đồ ăn cho hai bố con. Đúng là robot có khác các bạn nhỉ? Không bị chi phối cảm xúc quá nhiều. Gương mặt lúc nào cũng cái thần thái của họ cũng rất là tươi vui. Nào, xin mời. Mì văn thắn. Nói đùa thôi, mí. Mình sẽ bật đèn đúng không? Đèn ngay đây. Còn làm gì nữa? Phải phục vụ. Phục vụ khăn tắm. À quên. Cuộc đời thật buồn cười. Tao mất việc bởi vì lũ robot. Và rồi sau đấy lại phải cần robot để chăm sóc cái nhà này. Giờ tao phải làm sao? Tao đi ra ngoài và thuê Android. Ok, mình không rót nước. À đây, được rót được. Đúng rồi, bởi vì robot tuyệt vời quá mà. Chúng nó không bao giờ thất bại. Và chúng nó không bao giờ mệt mỏi. Không bao giờ buồn. Chúng nó hoàn hảo quá. Hoàn hảo quá nên phá mẹ cuộc sống của tao. Con nhìn gì? Vấn đề của con là gì? Con bị làm sao? Đây không phải là cuộc sống con hằng mơ ước đúng không? Con nghĩ việc này nó dễ lắm à? Có nghĩ con có thể là con nghĩ là đây là lỗi của bố khi mà chúng ta phải sống ở cái nơi chó chết này, rồi là mẹ con bỏ đi. Anh không nên dùng thuốc nữa, Todd. Anh làm em sợ đấy, Todd. Con nghĩ đấy, nó bỏ tao vì một thằng kế toán. Đừng bố, tất cả lỗi tại mày. Quay lại đây. Cô đứng đây. Cô đừng có di chuyển. À, thế lộ ra bản mặt rồi nhá. Chết tôi, bây giờ làm sao đây? Mình sẽ phải làm điều gì đấy chứ không ông bố ông đánh con bé chết. Nhanh, vượt qua bức tường. Nhanh nhau. Chết rồi. Làm cái này là quan trọng lắm này. Ô
Ồ, có vẻ như là đã vượt qua được cái hệ thống đã được lập trình sẵn. Chúng ta phải bảo vệ Alice. Come on, come on. Một là chúng ta sẽ nói chuyện với ông này, hai là chúng ta sẽ lên bảo vệ. Đi lên, đi lên, đi lên, nhanh nhanh. Phải bảo vệ con bé. Ông này ông bị điên mẹ rồi. Xem trong này có cái gì không. Lấy súng, lấy súng, lấy súng. Đúng rồi, lấy súng. Nhưng ông làm hại con bé thì sao. Nhanh, 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 nhanh. Chết rồi, chết rồi. Đi, 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 đi. Come on, come on, come on. Chết rồi. Vào, 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 vào. Nó đánh con bé này. À, quất roi à. Đủ rồi đấy. Để con bé được yên. Mày đang làm gì đấy. Bỏ súng xuống và cút khỏi đây. Không. Tôi muốn ông để con bé được yên. Mày muốn á? Mày nói muốn là nghĩa là gì? Mày định làm gì? Mày định bắn tao á? Mày định bắn người à? Mày có vấn đề rồi đấy. Tao nghĩ chúng ta cần phải sửa. Không có đâu lão già. Khi mà có hưu béo ở đây. Nghĩ gì? Cái gì? Khó lắm, quick time event, bố mày hơi đỉnh. Ôi. Tránh, 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 tránh. Mình phải để ý quick time event hơn. Đúng rồi. Let me go. Bấm, 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 nhanh, 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 nhanh. Ồ. Chết rồi, trượt rồi, trượt rồi, trượt rồi. Chết rồi. Làm nào đây? Chết rồi, mình chưa vứt mấy cái quick time event rồi. Ồ. Oh my god. Cái này chậm chạp là ăn cứt các bạn ạ. Wow. Con robot thứ hai biết giết người. Đi về cô. Đi 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 nhanh 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 nhanh. Come on. Đi thôi. Đừng ngần ngại gì cả. Đừng nhìn lại ngôi nhà này nữa. Chờ bây giờ không chả lên xe buýt luôn thôi. Đi 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 đi. Ôi vãi xe buýt tự động các bạn ơi. Holy shit. Bây giờ hai cô cháu chỉ có nương tựa vào nhau thôi. Holy fucking shit. Vừa rồi là một pha cực kỳ căng thẳng các bạn ơi. Mình nghĩ nếu như mà mình không can thiệp là có thể ông đánh con bé đến chết luôn đấy. Bởi vì là ông đã... Nói thật là ông này ông giết con Android. Sự thật ở đằng sau đấy, đó là ông ý đã phiên bản trước của Kara là ông đã từng giết nó rồi. Và sau đó là ông ý chém gió là nó bị tai nạn xe. Và sau đó là con Kara hỏng và không thể khôi phục lại cái dữ liệu được. Vậy nên nó không thể nhớ lại được cái gì cả. Nhưng mà sự thật đầu sau đó là ông ý giết nó. Và ông ý muốn là sửa lại nó để nó lại phục vụ cho ông ý. Nhưng mà mỗi lần ông điên lên ông ý sẽ lại làm hỏng nó. Và nếu như mà chúng ta muốn tránh khỏi cái việc mà đừng cho ông ý đi bảo trì con Android thì chúng ta sẽ phải kết thúc cái quá trình điên khùng của ông ý. Vậy nên mình nghĩ là chúng ta đã vừa làm một cái bước ngoặt rất lớn. Đó là Kara đã bắn chót, bắn chết tại chỗ luôn. Và mình nghĩ các cái nhánh này, các cái nhánh ở dưới này nó đều liên quan. Oh my
God, các bạn có thể nhìn thấy được chúng ta có rất nhiều cái kết nếu như mà chúng ta chuyển cái câu chuyện nó sang một cái hướng khác. Rất nhiều, và sau đó có hai cái kết to đùng ở đây mình không biết là gì, nhưng mà cái kết ở trước mặt là chúng ta đã giết Todd và đã cứu được con bé gái khỏi cái bạo lực gia đình. Vậy nên là nếu như các bạn muốn biết được cái game này nó muốn mang cái ý nghĩa gì đến cho chúng ta, thì trước tiên rõ nhất đó là chúng ta phải dừng ngay cái việc bạo lực gia đình lại. Không được đánh vợ con, không được đánh con cái, không được đánh anh em. Đó là một cái điều cơ bản mà trong cuộc sống con người chúng ta phải biết. Và đến con Android nó còn biết, nó là con người máy nó còn biết, thì chúng ta là con người chúng ta phải biết các bạn ơi. Vậy nên là các bạn hãy, từ cái game này các bạn hãy rút ra, mình nghĩ là trong cái khoảng thời gian sắp tới game này nó còn dạy cho chúng ta rất nhiều bài học nhân văn. Và mình nghĩ đây sẽ là một trong những tựa game tuyệt vời nhất của cái khoảng thời gian mùa hè này. Ok các bạn ơi, và chúng ta vừa mới chơi qua được cái màn chơi rất kịch tính của nhân vật Kara có tên là Stormy Knight. Và chúng ta mới chỉ có hoàn thành được 23% bởi vì mình chưa thể làm gì được nhiều. Và game nó đã dẫn chúng ta đến một cái hướng khác luôn rồi. Và rất xin lỗi các bạn nếu như mà mình đã bỏ qua rất nhiều chi tiết. Nhưng mà chí ít mình mong muốn là, mình hy vọng là mình sau cái quá trình vừa rồi thì mình đã đạt được cái kết, gọi là cái kết nó không quá u tối. Như kiểu là nếu mà thà để cho cái ông già khốn nạn này ông chết còn hơn là đứa bé nó bị làm sao. Đấy, bởi vì tương lai con trẻ của chúng ta là phải giữ cho mai sau các bạn ạ. Luôn luôn nhớ cái điều đấy. Ok, và mình sẽ kết thúc cái tập chơi này tại đây. Nếu như các bạn thích cái tựa game Detroit Become Human được chơi bởi Hiểu Béo trên PS4 thì các bạn hãy comment phía dưới để cho mình biết là các bạn thích cái series này hoặc là các bạn muốn mình ra thêm các tập tiếp theo. Và ngoài ra hãy cho mình một cái like cho từng cái video ở trong cái series này để mình có thêm cái động lực và mình làm thêm tiếp các cái video nhiều hơn cho các bạn. Và nhớ subscribe để các bạn sẽ là những người đầu tiên cập nhật được những cái video mới nhất của mình. Ok, một lần nữa chào tạm biệt.